Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Mon To Cần. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi làm start chatbot này bạn. Rồi bấm vào này góp. Mình sẽ get được 500.000 top càng Mon. Rồi các bạn click share để đi tiếp nha bạn. CI S N C E S N E ba gửi cho bot này. Sau khi mình lướt chơi xong thì các bạn bấm vào submit đi tên các bạn. Rồi các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nữa có lướt cấp trai không các bạn? Ok. Không có lướt cấp trai các bạn. Rồi các bạn bắt up rồi. Các bạn điền mail username Telegram mình nha các bạn. À cộng anh 4 số 3 quá. Đây em ta. Đây mình coi lại username mình các bạn. Đúng rồi. Tiếp tục follow tại Twitter nè. Xin tại Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tao quyết bị dưới game nè các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Đây. Sau đó ra đường link mà đọc file tại Twitter mình. Thì trên tàu Twitter, bằng mạng tàu Twitter các bạn nghe nè. Qua nhập ảnh avatar của mình nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn follow Facebook, gửi đường link profile Facebook nè. Làm airdrop thì các bạn cứ làm rồi bỏ đó, làm của đó mà. Thì nó trả dần về cho tất cả các bạn chứ. Trên Facebook thì mình không thích nè các bạn. Sau đó nó lát quá, mạng lát các bạn. Trên Facebook thì mình không thích. Sau đó các bạn bấm là like và chia sẻ bài viết nó luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Chết mày không có. Rồi tiếp tục thì bạn nhấp vào avatar mình. Các bạn sao chép phần điện cá nhân của mình nè. Ok. Máy mình lát quá. Mất mạng hoài các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Mình gửi cho bot nè. Cố gắng làm hết cái video này các bạn. Sau đó follow Instagram nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi nha các bạn. Sau khi bạn theo dõi xong thì bạn nhấp vào mũi tên nè. Bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp qua cánh cùng nè. Rồi các bạn sẽ chép đường link Instagram mình nè. Rồi để cho bot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ VPNB sang mà trên bet 20 trên YouTube Chocolate của mình nè. Bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi để cho bot nè. Sau đó mình bấm balance sheet chết số càng cũng được nè. Ok, mình đã nhận được 500 triệu tốt càng mon nè. Các bạn chỉ lên ghép mình chia sẻ trong bè và người thân nó chính thức tôi cần các bạn. Quyết giao thì nó sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 8 nha các bạn. Vậy video mình đã đang kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.